mộng đây chỉ là một giấc mơ thôi anh bác. Chào cô, chúng tôi đang giúp cô tìm ra hung thủ giết anh Cường. Tôi cũng tin là cô cũng mong muốn điều này mà. Thật ra mấy ngày trước có một cuộc điện thoại gọi đến đòi tiền chuộc. Chuyện này chị Phương cũng biết, vì người đó cũng gọi điện thoại cho chị Phương đòi chị ấy điều kiện gì đó. Hôm đó tôi đem tiền đến nơi hẹn thì có người chạy ra cướp tiền của tôi. Trong khi tôi hoang mang thì có ai đó gọi video call cho tôi đòi giết anh Cường. Hắn còn ép tôi giao tài liệu bí mật cho hắn ta. Tôi đồng ý rồi nhanh chóng đi lấy tài liệu, nhưng mà tôi lại bị cướp. Sau đó tôi được tin anh Cường chứ. Tài liệu bí mật đó là gì vậy? Hồ sơ giấy tờ và một đoạn clip nữa, hình như là ghi lại quá trình buôn ma túy thì phải. Cái gì buôn ma túy? Clip đó cô đã coi rồi phải không? Vậy thì cô có thể mô tả lại người đó không? Chúng tôi sẽ cho người phát họa lại chân dung. Khả năng từ chân dung sẽ tìm được hung thủ giết anh Cường. Cô nhớ lại xem và nhìn lại cho thật kỹ, có phải người này không? Là ông ta, chính là người xuất hiện trong đoạn clip đó. Thì ra tay trùm ma túy mà mình đã cất công cài vũ để theo dõi lâu nay hóa ra lại là Kim Long, em trai Phi Long. Hắn ta cũng chính là kẻ đang nhúng tay vào những chuyện rắc rối hiện tại. Vì cuộc đời là niềm tin khát khao, vì cuộc đời còn gian khó thăng trầm, ta vươn cao đôi tay ta thế.